Dạ kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được tiếp tục gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2024. Bây giờ là khoảng 9 giờ 30 phút các anh chị. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Và để mở đầu video buổi sáng ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có một tuần làm việc tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên con đường Trần Hưng Đạo B, con đường Đồng Khánh ngày xưa, thuộc khu vực Chợ Lớn, quận 5, Sài Gòn. Hướng đi thẳng trước màn hình của các anh chị là chúng ta sẽ ra trung tâm quận 1, ra chợ Bến Thành. Còn hướng chiều ngược lại là sau lưng Bình là chúng ta sẽ ra đường Châu Văn Liêm, con đường Tổng Đốc Phương ngày xưa. Còn bên trái đây là đường Trần Phú, con đường Nguyễn Hoàng ngày xưa, ngay cái mũi tàu bên kia đường đó các anh chị. Bên kia là ngày xưa hay gọi là Hầu Huê đó các anh chị. Còn bên phải, ngay cái bên hông Bình đang đứng đây là Đại Thế Giới ngày xưa, nay là trung tâm văn hóa quận 5. Đại Thế Giới này là một cái địa danh rất là nổi tiếng Sài Gòn xưa các anh chị. Nơi đây từng là cái địa điểm ăn chơi. Ngày trước là có cái sòng bạc casino và lớn nhất Đông Dương cái thời điểm đó đó các anh chị. Và trong cái video buổi sáng ngày hôm nay, kính mời quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cập nhật tại khu vực quận 8. Chúng ta sẽ đi về quận 8 nha các anh chị. Sẽ đến thăm một cái xóm nghèo nhà sàn ở bến Nguyễn Duy, quận 8. Nó sống quen ngay cái dòng kênh đôi. Ở trên đường Nguyễn Duy này thì nó có là hàng ngàn căn nhà sàn các anh chị. Nó nằm trong cái diện quy hoạch giải tỏa đã yêu cầu các hộ dân này di dời cũng đã lâu rồi các anh chị, vài năm nay rồi. Vừa rồi đầu năm 2024 mới đây đó, mình có nghe nói là sẽ bắt đầu khởi động cái dự án này, nạo vét xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường gì đó ở ngay cái kênh đôi. Nó bến Nguyễn Duy là nó sống, những cái hộ dân là sống quen trên cái kênh đôi các anh chị. Chắc chúng ta sẽ bắt đầu đi nha các anh chị, mình đến đó mình cập nhật cái tình hình hiện nay như thế nào. Sáng hôm nay thì Sài Gòn tiếp tục nắng nóng các anh chị, rất là nóng. Bên tay trái màn hình các anh chị, bên kia đường là đa số là những cái quán ăn. Còn bên tay phải này là những cái tiệm mà bán phụ kiện điện thoại, ốp lưng rồi đó các anh chị. Mới xuất hiện sau này mà rất là quy một giải luôn. Tới ngã tư trên mà trước màn hình các anh chị là ngã tư Nguyễn Tri Phương. Chúng ta sẽ rẽ phải để lên cầu Nguyễn Tri Phương nha các anh chị. Còn nếu mà chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ ra đi thẳng hết đường là ta 3 tháng 2, đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Rồi chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Tri Phương. Chúng ta bắt đầu lên cầu Nguyễn Tri Phương nha các anh chị. Cầu Nguyễn Tri Phương này là nó bắt qua ngay cái con kênh Tàu Hủ. Ở phía dưới giả cầu là đại lộ Đông Tây các anh chị, đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay đó. Ngày xưa là bến Hàm Tử. Đó, xa xa là các anh chị thấy nè, bên có một chị chắc cái chắc bộ cái xe đạp là đi lên chạy lên không nổi các anh chị, nhiều khi xe gắn máy chạy không nổi nữa. Cũng xin giới thiệu thêm để các anh chị nào chưa biết thì chúng ta nắm thêm về cái khu vực quận 8 là một cái mảnh đất cù lao năm xưa các anh chị. Nó bao bọc xung quanh là khá là nhiều hệ thống kênh rạch, như là kênh Tàu Hủ nè, chúng ta đang đi qua nè các anh chị. Cầu Nguyễn Tri Phương này là bắt qua cái kênh Tàu Hủ. Rồi kênh đôi nè, kênh đôi là ngay cái bến Nguyễn Duy chúng ta chuẩn bị đến. Rạch Củ Cây, vân vân, nó khá là nhiều kênh rạch các anh chị. Hầu như là các anh chị mà muốn qua cái khu vực quận 8 này á, là chúng ta đều phải qua ít nhất một cái cầu. Ở phía dưới cái cầu này á, là đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây các anh chị, cái đại lộ mà đi ra đường hầm Thủ Thiêm á. Xa xa trước màn hình của các anh chị là cầu Chánh Hưng.
chúng ta sẽ rẽ phải nha các anh chị, mình sẽ đi bọc cái bên hông cái giả cầu. Chúng ta không có lên cầu Chánh Hưng, chúng ta sẽ bọc bên tay phải, chúng ta đi phía dưới cái giả cầu đó các anh chị, để đến với cái bến Nguyễn Di. Bên tay phải màn hình các anh chị là một cái ngôi chùa An Phú rất là nổi tiếng. Một cái ngôi chùa xây bằng miễn sành đó các anh chị. Ở phía mặt tiền ở xung quanh chùa là xây bằng miễn sành. Rất ngôi chùa này cũng rất là nổi tiếng, quận 8. Hiện tại là chúng ta đang đi trên quận 8 đó các anh chị. Đây là ngay cái con đường Phạm Hùng. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ rẽ phải. Nếu đi thẳng luôn thì chúng ta sẽ ra đại lộ Nguyễn Văn Linh các anh chị. Nếu đi qua cầu Chánh Hưng đi thẳng ra là chúng ta sẽ ra đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ở tới đây chúng ta rẽ phải để mình đi qua bên đây đường các anh chị. Mình đi xuống ở dưới cái giả cầu của cầu Chánh Hưng là đến ngay cái bến Nguyễn Duy. Rồi quẹo nguyên một cái bo cái cua luôn. Xuống cái dốc mà bo ngay cái cua này là... Rồi chúng ta đi bên hông cái cầu Chánh Hưng nha các anh chị. Cầu Chánh Hưng này thì mới có đây các anh chị, mới có đây thôi. Ngày trước, ngày xưa đó, các anh chị mà muốn từ quận 5 mà qua quận 8 và ngược lại mà từ quận 8 qua quận 5 là các anh chị phải đi vòng ở ngay cái cầu Nhị Thiên Đường. Chúng ta mới qua được quận 8. Sau này có cầu Chánh Hưng thì khỏe rồi các anh chị, đi thoải mái. Ý, mất hồn. Cái đây cái hẻm cứ chúng ta sắp đến ngay cái bến Nguyễn Di rồi các anh chị. Cầu Nhị Thiên Đường là cũng là cái cầu cũng có là khá là lâu rồi. Đây trước màn hình của các anh chị đây là ngay cái bến Nguyễn Di, bên tay trái bên đây. Để mình quay vào cho các anh chị xem, bên tay trái bên đây là cái hướng này chúng ta đi thẳng qua bên kia đó, qua trên cái ngay chỗ cái đường Nguyễn Di này nè các anh chị. Đi thẳng qua là sẽ ra lò heo Chánh Hưng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ rẽ phải nha các anh chị. Mình rẽ phải mình đi trên cái bến Nguyễn Di này. Đó các anh chị, chúng ta đã đến đây là ngay cái bến Nguyễn Di. Ở phía bên tay trái màn hình các anh chị là những cái ngôi nhà sàn xe nó che đó. Bên tay trái màn hình các anh chị là những cái ngôi nhà sàn các anh chị. Ở phía sau là cái kênh đôi, ngay cái đoạn này xe quá trời, cái xe trọng tải nhẹ đó các anh chị. Thấy bên tay trái có quy một cái dãy bến Nguyễn Di luôn các anh chị. Con đường này là nó kéo dài đi thẳng ra là ra ngay cái cầu sắt Hiệp Ân. Đi thẳng ra nữa là chúng ta sẽ ra cái bến Bình Đông. Cái bến Bình Đông là cái vừa rồi mà giáp Tết đó các anh chị, tổ chức cái trên bến dưới thuyền đó, tổ chức mà chợ hoa Tết đó. Đó bên tay trái màn hình các anh chị là nguyên cái dãy này là những căn nhà sàn. Đó các anh chị thấy. Để mình ngừng lại cho anh xem. Phía sau là con kênh đó các anh chị. Phía sau là con kênh đôi. Thấy cũng vẫn còn nguyên ha. Thấy dãy tỏ mà mấy năm nay mà thấy còn nguyên. Các anh chị thấy nhà cửa lụp xụp lắm. Tại trong cái diện quy hoạch dãy tỏ rồi nên người ta là không có cho phép xây dựng các anh chị. Ví dụ như là có gì chấp quá là ở thôi, ở tạm thôi các anh chị. Với lại mình nghe nói là đa số là các hộ dân nhà sàn này nè, bên tay trái này nè, đa số là không có giấy tờ các anh chị. Nói chung dạng mà nghe nói là hình như ở thuê đó, thuê đất của nhà nước đó các anh chị, là không có giấy tờ, đa số là không có giấy tờ các anh chị, không có đó các anh chị. Thấy là nhà lụp xộp không à, khúc trên là còn lụp xộp nữa các anh chị, đây là đã đỡ chút đó. Đó các anh chị thấy. Có nhiều căn là các anh chị thấy là vẫn còn giữ lại cái nét mà ngày xưa các anh chị, những ngôi nhà ngày xưa cửa cây các anh chị, cửa sổ bằng cây nè. Đó lợp sợp. Bên tay phải màn hình các anh chị là một cái kho đó các anh chị.
Bên đây là ngay cái gì đây, cái bến đò các anh chị, bến đò. Mình chạy lên trên, mình vào bên trong thử nha các anh chị. Bến đò này đó là nó vận chuyển hàng hóa về miền Tây các anh chị, và ngược lại, từ miền Tây là lên Sài Gòn. Ở đây người ta hay gọi là nhà máy Quang Đông các anh chị. Mình đi qua bên đây kìa, đó mình vào bên trong. Đó các anh chị thấy là vào trong đây là các anh chị thấy là thuyền ghe. Bên bên kia cái đây là ngay cái kênh đôi các anh chị, bên kia là ngay cái xóm đạo Phạm Thế Hiển. Bên kia cũng là những cái ngôi nhà sàn đó các anh chị. Bên đây có quy một cái chiếc thuyền rất là lớn luôn. Đó. Nguyên cái dãy Phạm Thế Hiển cũng vẫn còn là ở những căn nhà sàn các anh chị. Mà chưa nghe nói tình hình như thế nào. Mà chủ yếu là chắc là bên đây trước các anh chị, bên chỗ cái bến Nguyễn Di. Rồi chúng ta đi ra. Mình đi tiếp tục mình đi dài trên cái bến Nguyễn Di này nha các anh chị. Ủa, rác không ta? Ở ngay chỗ này các anh chị thấy rác rồi cát không à. Đây là ngay cái lò than nè các anh chị. Lò than. Cũng có chợ lò than các anh chị. Chợ lò than là ngay cái Phạm Thế Hiển đó. Mình xuống cầu Nhị Thiên Đường mình rẽ phải, mình đi thẳng vô chút là có cái chợ lò than. Đó các anh chị thấy là nhà lụp xụp không à. Tại vì nằm trong cái diện quy hoạch giải tỏa mà đâu có cho xây. Nó ngay chỗ này hình như là như nè, rác quá trời. Hình như đây là cũng đó, nó cũng đập phá dọn đi hết rồi các anh chị. Dần dần hết nè. Có trồng cây đu đủ đây nè. Để mình ngừng đây mình thêm cây. Đó các anh chị thấy là đây là mấy cái nền này dẹp đi hết rồi, người ta đập phá hết giờ trả lại cái mảnh đất trống. Đó, bên kia là xóm đạo Phạm Thế Hiển. Để mình đi vào bên trong nha các anh chị, mình quay bên trong ngay chỗ cái đây như thế nào này. Đó các anh chị thấy là ở đây là giải tỏa hết rồi, hút bên trong. Bây giờ là còn cái nền không à. Dơ quá các anh chị, rác rưới quá trời. Đó, nguyên một cái dãy này luôn, ngay cái đoạn này nè. Đó, các anh chị thấy còn nền gạch gạch men, gạch bông như nữa nè. Trời, con cái kênh đôi này cũng ô nhiễm cũng nặng á các anh chị. Đó, các anh chị thấy rác quá trời nè. Rồi xong các con kênh rạch sông Sài Gòn hiện nay ô nhiễm dữ lắm các anh chị. Vừa rồi nghe nói ngay cái sông ngay chỗ nào không biết nữa mà rác quá trời luôn. Đó, chiếc thuyền nè. Ủa, rác kinh khủng lắm các anh chị thấy không? Rác quá trời rác luôn. Đó, bên kia thì Phạm Thế Hiển để mình lia lại gần. Đó, nhìn gần các anh chị thấy là những cái ngôi nhà sàn. Đó, ngôi nhà sàn ở bên xóm đạo Phạm Thế Hiển đó các anh chị. Ở bên đây nó cũng tựa tựa vậy nè. Đó, rất là dơ nha các anh chị. Các anh chị thấy rác quá trời luôn. Đó, những cái ngôi nhà sàn này sống biết bao lâu rồi các anh chị. Không biết bên kia chắc cũng không có giấy tờ gì đâu, nhà nói chung cũng nhà thuê. Rác quá trời rác. Rồi thôi chắc chúng ta đi ra. Mình đi tiếp nha các anh chị. Rồi chúng ta đi. Đây là đó quy một đoạn đó các anh chị thấy là nhà cửa là san bằng hết rồi, đập phá hết rồi các anh chị trả lại cái mình đất trống. Cái để chuẩn bị cái dự án làm cái con kênh đôi này các anh chị. Ở đây còn một căn ở đây nè. Đó, ngay cái đoạn này thì phá vỡ đi hết rồi, di dời hết rồi các anh chị. Cái quy mô cái dự án này nó sẽ xây một cái bờ kè
bờ kè cánh chịt ngay cái kênh đôi, nạo vét kênh xong nạo vét sạch sẽ rồi cái đường này cũng mở rộng cánh chịt, mở rộng là mình nhớ là hình như cũng khoảng 20 mét đó. Đó ngay chỗ này cũng nhà cửa là cũng đi hết rồi đấy cánh chịt, trả lại cái nền, thấy mình thấy rào rồi không cho đi vào đó các anh chị, thấy còn cái nền để. Còn ngay cái chỗ này là mình thấy có cái nhà bên kia còn cái sườn nè các anh chị, sườn bằng rổ. Mình đi vào bên đây đây, lát để tùm lum hết các anh chị, còn nguyên cái nhà này là còn cái sườn không à, ở xung quanh là gỗ dở tôn đi hết rồi, rồi chúng ta hoành ra các anh chị còn cái nền luôn, nền chống, còn cái đó còn để gạch gạch bông các anh chị, hoang tàn. Còn cái dải bên đây thì không, chỉ là phóng đường cho rộng ra thôi. Không biết là cái số phận cái xóm nghèo nhà sàn này là không biết sẽ đi về đâu các anh chị, tại vì do là đa số là không có giấy tờ thuê mướn không ngày xưa các anh chị. Ở trên đây là các anh chị thấy là cũng nguyên cái đoạn này là cũng đó di dời hết rồi, cái số phận cũng lận đận các anh chị, nghèo không biết giờ mua căn nhà cả một cái vấn đề đó. Trước màn hình các anh chị, đây chúng ta đang đi chuẩn bị lên cái cầu sắt Hiệp Ân đó. Đây là cầu sắt Hiệp Ân các anh chị, là dự kiến là sẽ xây mới cái cầu này luôn, bỏ cái cầu sắt. Đây là cái cầu Hiệp Ân 2 các anh chị, bên tay trái bên xa xa đó là cầu Hiệp Ân 1. Các anh chị lên ngay cầu sắt này các anh chị nghe cái tiếng ồn lắm các anh chị, gần 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 đó nghe không? Các anh chị nghe đó ghê không, cái cầu này cũng nhỏ các anh chị. Ở bên đây bên tay phải màn hình các anh chị nè, đó con kênh các anh chị nhìn thấy ghê không, ô nhiễm nặng luôn các anh chị. Còn ngay cái bên trái này ngay cái đường đó là đi thẳng vào là chợ xóm củi các anh chị, kênh nước đen thù lùi nó mình thấy có bọt luôn á các anh chị, ô nhiễm nặng luôn. Còn bên tay bên đây đó xa xa là cây cầu Hiệp Ân 1 các anh chị, ghe thuyền quá trời nè, giống như là đang đi các anh chị nhìn thấy giống như là đang đi ở dưới miền Tây ghe thuyền. Rồi mình đi xuống nha các anh chị, đứng lâu quá bị chửi. Đây ngay cái cầu ra đi lên đi xuống rồi đứng đây quay phim, rồi mình đi xuống gần 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 luôn, nghe các anh chị nghe là nhức đầu luôn à. Ở dưới dốc cầu là cầu Hiệp Ân này các anh chị thấy là bên tay trái là cũng những cái ngôi nhà sàn. Đó, lợp sợp các anh chị, ngay chỗ dưới dốc cầu bên tay trái màn hình các anh chị thấy nè, cái nền đường cái phía trong nhà nó thấp hơn rất là nhiều các anh chị, thấp hơn cỡ mét mấy á. Đó bên tay trái màn hình các anh chị nè, nó nhà người ta nằm tuốt ở dưới so với cái ngay cái đường ngoài đây, không biết dẫn xe vô làm sao ha. Đó, nhà cũng lợp sợp đấy các anh chị, cửa cây luôn nè, thấp hơn rất nhiều. Bên đây cũng vậy nè các anh chị, đó cũng có nhà kia chút xíu luôn, như cái hộp quẹt luôn các anh chị. Đó nhà bên đây nè, ngay góc trái màn hình các anh chị nè, một xíu à, ngang chắc khoảng 2 mét quá. Đó quy một dải luôn, là trong thời gian ngắn đó thôi là sẽ dọn đi hết đó các anh chị, di dời hết toàn bộ. Đó, những căn nhà sàn, một cái nền nhà bên trong rồi dẫn xe vô làm sao ha, thấp hơn nhiều các anh chị, 1,5 mét luôn, mình thấy sâu lắm. Rồi mình đi tiếp nha các anh chị. Đó, nguyên cái kho. Cái ngày xưa đó các anh chị, ngày xưa đó, bà con người ta sống ở đây nè, người ta buôn bán đa số là người ta buôn bán nhỏ, thu ve chai
rồi sống dựa vào cái dòng kênh này các anh chị. Nó chạy vào cái đất hoang của quận 8, chặt dừa nước, rồi đi câu cá, đặt lờ, rồi đi vớt, trùng chỉ, vân vân để bán các anh chị. Cái nghề nó mưu sinh của người ta ngày trước á. Đó, các anh chị thấy là ngay cái đoạn khúc trên đây cũng là những căn nhà lợp sợp. Đó, nhà gỗ luôn các anh chị. Đó, cửa cây nè, cửa cây là ngày xưa đó các anh chị còn giữ lại đó. Đó, cửa chính bằng cây, cửa sổ cũng bằng cây là ngày xưa rồi. Đó, bên đây cũng vậy nè các anh chị. Đó. Ủa, ngay cái đoạn này các anh chị thấy nhà này đúng chắc là nhà sàn luôn á các anh chị. Đó, bằng gỗ không á, cửa gỗ thôi. Đó, người ta vẫn giữ lại cái ngày xưa các anh chị, chủ yếu là sơn quét cái chỗ mới thôi, hàng năm sơn quét cái chỗ mới thôi các anh chị. Mình thấy là như vẫn giữ lại như cũ. Đó, cái số này, cái số hộ dân nhà sàn này, xóm nghèo này là các anh chị thấy là trong thời gian ngắn là các anh chị thấy là sẽ di dời hết toàn bộ, là không biết là đi về đâu các anh chị. Xóm nghèo thông chủ yếu thông con kênh rồi xây bờ kè, nó giống như ở bến Bình Đông vậy các anh chị. Chút xíu mình sẽ đi ngang cái bến Bình Đông cho các anh chị xem. Đó, ngay cái đoạn này nha, quá trời mấy căn nhà lợp xợp không à. Bến Bình Đông là xong rồi các anh chị, nó quy hoạch giải tỏa xong hết rồi, nó xây bờ kè, nó rộng đường ra rất rộng. Các anh chị nào mà đã đi chợ hoa Tết á, vào dịp Tết á, trên bến dưới thuyền này các anh chị thấy rất là thông thoáng, rất là đẹp. Chỉ còn ngay cái bến Nguyễn Duy đây thôi, bên tay phải màn hình các anh chị chúng ta vừa đi qua đó là đường Nguyễn Chế Nghĩa. Ở đây tôi thấy cũng buôn bán đó các anh chị. Đó, những chiếc xe bán bún riêu, hủ tiếu, bánh. Có hai bên luôn. Ở trước màn hình các anh chị, đây là cầu Nhị Thiên Đường. Cầu Nhị Thiên Đường các anh chị, chúng ta sẽ đi thẳng qua bên kia luôn. Đây là dưới gốc cầu này là như là một cái nơi mà để mấy cái xe gác đó các anh chị, thấy rất là nhiều. Đó, các anh chị thấy qua bên cái đoạn này là các anh chị thấy nè, cũng như những cái ngôi nhà, cũng nhà sàn lợp sợp. Ủa, ngay cái đoạn này là mình thấy là còn giữ nguyên, người ta chưa đi các anh chị. Cái đoạn mình đoạn trên, đoạn dưới chúng ta vừa đi qua thì đã một đoạn ngắn là cũng đã di dời hết rồi. Chỉ có ngay cái đoạn này thì chưa, cũng vẫn giữ nguyên các anh chị. Nhà xanh lá luôn nè. Quá trời. Đó, các anh chị thấy là quy một dãy luôn, đâu có xây được cái gì. Đa số là nhà, là cái khu đất này là thuê các anh chị, không có giấy tờ. Ủa, có căn nhà đẹp quá trời luôn các anh chị. Vơ đồ ở ngoài vỉa hè luôn nè. Bên đây ngay hình như ngay cái trường mầm non, mình thấy nó vẽ mấy cái hình. Đó, ngay chỗ này đó các anh chị thấy nè, mái tôn lụp sụp hết này. Ngay chỗ này là người ta mua bán mấy cái đồ cũ các anh chị, tủ giường, cầu thang, rồi nói chung đồ cũ đó. Đó, người ta bán lại cho những người nào mà ta không có điều kiện đó các anh chị, ta mua mới đó, ta mua mấy cái đồ cũ này người ta về người ta sử dụng. Ví dụ như là cửa sổ cũng có nè, cầu thang, tủ, bàn, ghế. Ở đây phơi đồ ra ngoài cái vỉa hè quá trời luôn các chị. Đó, đây toàn là nguyên một cái dãy là nhà lụp xụp quá trời luôn. Ôi, người ta phơi qua ngoài đường luôn ha, quá trời luôn các chị.
Rồi chúng ta đi tới ngay cái đoạn này là chúng ta ra ngay cái con đường Bùi Huy Bích. Bùi Huy Bích rồi các anh chị, ngay cái đoạn này là đó, các anh chị thấy nè. Đó, ngay khu vực này thì đã giải tỏa hết được các anh chị. Đó, bây giờ nó xây cái bờ kè như nè. Đó, cái đường bến Nguyễn Duy là sắp tới xây giống vậy đó các anh chị. Đó, xây cái bờ kè rất là rộng, rất là thông thoáng các anh chị. Cái hướng này chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ bên tay phải đây, mình nhớ hình như là một cái nhà kho, nhà kho mà để xe, mà xe gắn máy mà thổi đó các anh chị, giam xe rồi đó, là để ở đây nè. Có cái đợt nào mà mình nghe nó bị cháy mấy nhà kho ngay khu vực này, nhà kho mà để xe gắn máy nhiều lắm các anh chị. Chúng ta đi thẳng ra là chúng ta sẽ ra ngay cái bến Nguyễn Duy. Đó, bên đây cũng bên kia là cũng Phạm Thế Hiển các anh chị, Xóm Đào. Nó xa xa là cái chung cư căn hộ cao cấp đó, nó ta cũng còn làm ha, ta đang nạo vét cái con kênh này lên đó các anh chị. Đó, cái con đường bến Nguyễn Duy là tương lai là giống như vậy nè các anh chị. Sau khi mà giải tỏa di dời nhà hết thì ta sẽ làm cái bờ kè của con đường giống vậy. Mà con đường thì nghe nó lớn hơn các anh chị, lớn hơn cái con đường này. Đó, các anh chị thấy ngay cái này, ngay cái đoạn này các anh chị thấy là giải tỏa hết, là rất là thông thoáng. Rồi chúng ta đang chuẩn bị đi lên. Trước màn hình các anh chị đây là ngay cái cầu kênh ngang. Chúng ta sẽ rẽ phải là chúng ta sẽ ra ngay cái bến Bình Đông. Nếu mà đi lên cầu thì chúng ta sẽ ra ngay cái chợ Bình Đông các anh chị, chợ Bình Đông. Đó, đây là cầu kênh ngang số 1. Đó các anh chị, đây là ngay cái bến Bình Đông. Vừa rồi là giáp Tết đó, hàng năm đó các anh chị là tổ chức cái chợ hoa Tết trên bến dưới thuyền. Rất là đông, rất là nhộn nhịp các anh chị. Đó, nguyên cái đoạn đường này là dài xuống tới ngay cầu Chà Và luôn, tổ chức cái chợ hoa Tết. Đó, các anh chị thấy là ngay cái đoạn đường bến Bình Đông này người ta giải tỏa hết rồi nè. Đó là bờ kè với cái con đường rất là thông thoáng. Cái hướng này là chúng ta đi thẳng ra là ra ngay cái cây cầu Chà Và các anh chị. Cầu Chà Và rồi đi thẳng ra nữa là chúng ta đến ngay cầu Nguyễn Tri Phương. Cầu Nguyễn Tri Phương hồi nãy chúng ta đi qua đó các anh chị. Rồi chắc video đến đây cũng khá dài rồi các anh chị, chắc mình cũng xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.